Chào các em, hôm nay bạn Peanut và bạn Mango sẽ chơi những đồ ăn bí mật trong những cái này nha. Rồi, cái này của Peanut, cái này của Mango nè. Rồi, Mango mở ra đi. 1, 2, 3, mở ra. Peanut sẵn sàng chưa rồi nha. 1, 2, 3, Mango, cái này của Mango. Ủa, trái cam. Peanut có trái cam giả. Mango có trái cam thật. Cái này trái cam gì đây, được chơi phải không? Đây, Mango có trái cam thật này. Let's go. I knew it was it. Các bạn ơi, cái này là đồ chơi. Cái này là đồ chơi chứ không phải đồ ăn hả? Ăn thử xem. No. Mango, đây là trái cam thật phải không Mango? Mango ăn được không? Đây là trái cam thật nha các bé. Yeah. Dạ, cam. Mango nói cam đi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bí mật tiếp theo. Yeah. Ok, bây giờ cái bí mật tiếp theo nha. Peanut ơi, Mango ơi, sẵn sàng chưa? Yeah. Rồi, rồi, chưa giờ để Mango vô. I'm opening it for you. Không được. Phải để Mango vô mở cùng một lúc nha. Rồi, Mango vào vị trí đây. Các bạn sẵn sàng chưa? Peanut. Đánh trống. Tung tung tung. Lên lên lên. 1 2 3. Mở ra. Cái gì vậy? A real cookie. I got a real cookie. Bạn Peanut có, bạn Mango có Fishy. Của Peanut thì có bánh à, bánh cookie thật. Oh my god, Mango. I already ate a part of it. Oh, Mango có cái donut Fishy. Bạn Peanut có một bánh cookie thật. Yum, cho em một miếng kìa. Em đòi ăn kìa, cho em một nửa đi. Cho em ăn một nửa đi. Để coi. Mango khởi nghiệp quá. Rồi, dành nguyên cái dĩa luôn á. Có dành dĩa bể. Trả dĩa đây. Okay. Rồi, bây giờ cái tiếp theo nha. Bị thích wow, to quá. Rồi, Mango vào đây. Để mở nha. 1, 2, 3. No, these are actually toys. They smell so good. Các bạn ơi, cái này quẹt kẹo không wow. Wow, bạn Mango có quẹt kẹo nhỏ, bạn Peanut có quẹt kẹo to. Wow, hai quẹt kẹo rồi. Bây giờ bạn Peanut mở ra đi nha. Cái này có Mango nè, Mango mở cái này ra đi. Cũng là Pick Me Pop luôn nhá. We both got Pick Me Pop. Wow. Wow, cái này nó có mùi hương phải không Peanut? Dễ thương quá. I love this pixie pop. Oh, this little cute thing. Con gì vậy Peanut? It's a little jumper. Phải không? Oh my god. Con gì vậy? So cute. Hình như là một chú mèo hả? Một chú mèo, quá dễ thương rồi. Wow. I got to show the birthday. Did you show the birthday? Thơm quá Peanut, Peanut ngửi xem. À, thơm quá, thơm kẹo quá. Mấy ngon ngửi thêm. Đây, ngửi xem thơm lắm. Cái này không có candy. À, hình như có candy trong đây phải không? No, this is just cotton beans. À, cái này không có kẹo mà ta có mà, nó có cái túi mà. Uống cái gì trong đó vậy? Để xem có kẹo bất ngờ hay là đồ chơi bất ngờ gì trong đây không? No, it's the birthday and the password. I know what these are. Nó cái gì nào? Đây là cái gì? Cute bag. Wow, có hai bịch kẹo bí mật bên trong đây luôn. Wow. Rồi mới đến mở ra xem nào. Little pockets, I love it. Có bịch. Thơm quá mẹ ơi. Thơm hả? Để mẹ hửi nào. Thơm thật đấy các em. Đây. Rồi, bịch tiếp theo đi. Mấy người cầm kéo đây nè. Wow. Cái gì đó Peanut? Móc khóa nữa hả? Vậy là chúng ta có hai cái móc khóa. Hai bạn này hai màu khác nhau. Này. Còn một bịch cuối cùng. That popped out. Có đó cái gì đó? Một con nữa hả? Một cái móc khóa nữa.
Vậy là chúng ta được ba cái móc khóa. Little patkin. Yeah, đây nè. Like patkins. Peanut thích quá các bạn ơi, Peanut ôm ngủ luôn. Ông gà thơm quá. Thơm được nồng luôn, tới đây chị Vĩ Đỏ còn ngửi thấy đấy. Bây giờ bạn Mango chạy đi đâu mất tiêu rồi, các bạn thấy Mango không? Hay là bạn Peanut đi, Peanut đi, Peanut mở giùm Mango đi nha. Wow, Mango có một cái que nhỏ hơn. Wow, Mango có một cái que nhỏ hơn. Cũng là Pippy Pop luôn, wow, ra rồi. Wow, cũng rất nhiều bịch trong đấy. Peanut cắt ra chị em luôn đi nhé. Có quà sinh nhật. Có quà sinh nhật hả Peanut? Mango đâu rồi? Lại xem nè Mango à. She's got a little cute one. Mango có một cái con thú nhỏ với em. Hôm nay không biết là con gì đây, là cũng là một cái móc khóa luôn đây. Đúng không? Đúng rồi, một cái móc khóa nhỏ nhỏ. Quá dễ thương luôn. Pick me pop luôn. Đây. Con gì vậy? Oh my god, you can hang. You can actually hang. Nói tiếng Việt, tiếng Việt. Nói cái này có thể đeo vào cổ. Cái này đeo lá cổ. Không phải, đeo vào cổ. Đeo vào cổ. Rồi nó đeo luôn đi. Đeo giùm em luôn đi. Open mở it ra up. Luôn đi ha. Mở xong rồi chúng ta đeo luôn. Đây là kênh tiếng Việt của bé Peanut. Nếu bạn nào muốn xem kênh tiếng Anh thì hãy vào kênh Peanut World nhé. Có rất là nhiều video mới bên trong đó. Cái gì vậy Peanut? Oh my gosh, so many lists. List là cái gì vậy? Nó là danh sách. Danh sách tên các con vật sưu tập phải không? Đây các em, bạn Mango có con này và cái con này. Thơm quá, cái mùa thơm. Thơm kẹo xinh gum. Đây nữa. Thơm quá, Peanut ngửi thử cái mùa này coi. Thơm lắm. Wow, con hết hết rồi phải không? Stickers. Và những cái sticker, những you cái can put them on here. Hi Pick Me Pop. Wow. Mango đã đổ nước hết rồi. Mango không thích chơi đồ chơi của mình mà Mango thích chơi với nước. Oh no. Cảm ơn các bạn đã xem video Peanut. Bye. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi video của bé Peanut và bé Mango. Bạn nào thích về chủ đề này nữa thì bình luận ở phía dưới nha. Còn bây giờ chị Bí Đỏ và bé Peanut, bé Mango rồi, bé Mango đi chơi rồi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em. Bye bye. 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 B